Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, khu vực tỉnh Long An chịu ảnh hưởng gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Rãnh áp thấp có trục dắt qua Bắc Bộ, Nam Trung Bộ tồn tại từ tầng thấp lên các tầng cao. Hội tụ gió tiếp tục tồn tại trên khu vực. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho địa bàn tỉnh Long An. Theo dự báo trên địa bàn tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Đêm nay và ngày mai sẽ có mưa diện rộng, có nơi mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Trong cơn dông, đề phòng có gió giật mạnh, lốc sét và mưa đá. Nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ và nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 26 độ. Độ ẩm trung bình từ 70 đến 80%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Về tình hình thủy văn, mực nước lên nhanh theo triều. Dự báo vào ngày mai 23 tháng 6, mực nước ở các trạm chính như sau. Tại trạm Tân An là 1,04m, tại trạm Bến Lức là 1,20m, tại trạm Mộc Quả là 0,62m. Trong ngày sẽ có 2 lần xuất hiện đỉnh triều với khoảng thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 15 giờ cho đến 17 giờ. Riêng tại Mộc Quả, đỉnh triều xuất hiện vào lúc 21 giờ cho đến 23 giờ. Về tình hình độ mặn tại một số trạm trong 24 giờ tới, theo dự báo, độ mặn sẽ tiếp tục xuống. Dự báo vào ngày mai 23 tháng 6, độ mặn đo được ở các trạm chính như sau. Tại trạm Cầu Nổi trên sông Dầm Cỏ, cách cửa sông 20 km, độ mặn đo được là 5,7 gram trên lít. Tại trạm Bến Lức trên sông Dầm Cỏ Đông, cách cửa sông 67 km, độ mặn đo được là 0,3 gram trên lít. Tại trạm Tân An trên sông Dầm Cỏ Tây, cách cửa sông 80 km, độ mặn đo được là 0,5 gram trên lít. Ranh giới độ mặn 4 gram trên lít đã xâm nhập sâu vào nội đồng khoảng 36 km ở sông Dầm Cỏ, thuộc xã Tân Ân, huyện Cần Đước, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành. Dự báo, ranh giới độ mặn 1 gram trên lít cũng xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 51 km ở sông Dầm Cỏ Tây, thuộc xã Nhật Ninh, huyện Tân Trụ, hơn 50 km ở sông Dầm Cỏ Đông, thuộc xã Long Cang, huyện Cần Đước, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ. Xin được chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, tại khu vực miền Đông Nam Bộ, theo dự báo, tại khu vực này trời nhiều mây, đêm nay và ngày mai sẽ có mưa, mưa rào nhiều nơi. Rải rác sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn mưa dông, quý vị cần đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này là từ 23 cho đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 34 độ. Còn đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, theo dự báo tại khu vực này trời nhiều mây, đêm nay và ngày mai sẽ có mưa, mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông, quý vị cần đề phòng có sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này là từ 24 cho đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 33 độ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.